Cha ơi, cha ơi, đừng giết mẹ mà. Đừng mà. Cha không cần rau muống nữa hả? Cha không cần mẹ nữa sao? Đừng giết mẹ mà. Đừng mà. Đừng giết mẹ mà. Cha đừng giết rau muống mà. Cha ơi. Quỳ Nhi, con không muốn sống nữa à? Con mau ra tay. Cha ơi đừng mà. Ra tay. Cha ơi. Cha ơi. Cha không cần rau muống nữa hả? Cha không cần mẹ nữa sao? Cha ơi. Tránh ra. Sư phụ, con không thở được. Sư phụ. Là kẻ nào dám giả thần giả quỷ? Đại sư huynh, huynh không báo thù cho đệ hả? Tên trộm vô khảm, lẽ nào ông đây lại sợ một tên cương thi như ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Ta chính là địch dân mà ngươi hại mãi không chết. Địch dân? Sư muội, sư ca, là ta. Ta là địch dân, là sư ca của muội. Sư ca, là huynh đúng không? Muội không nằm mơ chứ? Muội không nằm mơ. Ta đây. Đây không phải mộng. Ông trời tội nghiệp ta, hôm nay cũng cho ta gặp được muội rồi. Sư muội, sư ca. Muội vẫn luôn được gặp huynh trong mơ. Đây không còn là mơ nữa đúng không? Sư muội, đây không phải là mơ. Đây là sự thật. Hôm nay ta ở đây đã nhìn thấy tất cả. Sư muội, muội yên tâm, sau này ta sẽ không rời xa muội nữa. Sư muội. Vậy chuyện tối hôm nay huynh đã thấy hết rồi. Hai tên điên cuồng mất trí này làm ra những chuyện nghịch thiên bất đạo, ta nhìn thấy cả rồi. Cha. Cha. Cha ơi. Không có. Cha ơi. Cha ơi. Không có ai hết. Sư phụ. Sư phụ. Không có. Lẽ nào cha muội không bị họ hại chết? Sư phụ, rốt cuộc ông đã làm gì cha ta rồi? Kẻ nào làm kẻ nấy chịu. Cha ngươi bị ta hại chết rồi. Có việc gì thì cứ tính sổ với ta.
Cha ta đã bị ông hại chết rồi. Vậy thi thể ở đâu? Ở trong bức tường đó. Không có. Trong đó không có cha ta. Lẽ nào người chết kia không phải là hắn? Qua đây. Nhìn đi. Nhìn đi. Sư phụ ta rốt cuộc ở đâu? Ta không biết. Ta thật sự không biết. Lẽ nào trên đời này có cương thi thật sao? Dạng chân sực, ông đừng có lừa ta. Rốt cuộc ông giấu sư phụ ta ở đâu? Ta không hề lừa ngươi. Ta thật sự không biết. Địch dân, dạng chân sực, đám súc sinh các ngươi hại ta thành ra như vậy. Các ngươi giết sư phụ ta, lừa gạt sư muội ta. Các ngươi, các ngươi quá độc ác. Hôm nay ta nhất định có thù tất báo, trả lại những gì ông đã gây ra cho ta. Địch dân, vào đi. Phương muội, Phương muội, tên khốn, biết như vậy ta giết ngươi sớm rồi. Vào đi. Sư ca, muội muốn trở về lấy chút đồ. Sư muội, trời không còn sớm nữa, chúng ta không kịp đâu. Muội đừng về. Không, sư ca, chúng ta đi quá vội vã. Muội muốn trở về lấy cho ra bốn mấy bộ đồ, rất nhanh sẽ trở lại. Được, ta đi với muội. Không, không cần đâu. Nếu như bị người khác nhìn thấy thì sẽ lại xảy ra chuyện. Muội đợi một lát, muội sẽ về nhanh thôi. Được rồi, muội đi nhanh, về nhanh. Mẹ ơi, Trâm muốn, đừng sợ, cửu cửu ở bên con. Tam ca, Tam ca, Quỳnh sao rồi? Tam ca, Tam ca, Quỳnh mau chạy đi. Quê Nhi, mau giải huyệt cho ta. Muội chỉ muốn hỏi Quỳnh một câu. Quỳnh có từng... Quỳnh có từng yêu muội không? Vậy ta muốn hỏi muội. Muội có từng yêu ta không? Oh.
Sư muội. Sư muội. Mẹ. Mẹ ơi. Sư muội, muội sao vậy? Sư muội, muội nói đi. Muội sao vậy? Mẹ ơi. Sư muội, muội sao vậy? Sư muội. Sư ca, muội có lỗi với huynh. Sư muội, có phải là tên khốn dạng khuyên? Người ta nói một ngày làm phu thê ơn cả trăm năm. Muội bỏ đi, đừng trách muội. Sư ca, muội không thể nhẫn tâm, không thể nhẫn tâm để rau muống không có cha. Muội đã huynh ấy. Sư muội, có phải muội quay về cứu hắn không? Hắn làm phản đâm muội một đau. Muội ngốc lắm đúng không? Không. Sư muội, hắn đúng là một tên khốn. Tên khốn kiếp. Ta muốn giết hắn. Sư ca, đừng mà, đừng đi. Sư ca, sư muội, mẹ ơi, mẹ ơi, nghe lời rau muống. Rau muống đừng khóc nữa, ngoan đi con. Sư muội, cái chuyện này huynh phải đồng ý với muội. Đời này muội không còn gì bận lòng nữa, chỉ là muội không yên tâm về rau muống. Muội giao con bé cho huynh, xin huynh niệm tình nó chỉ có một mình, không còn người thân thích, giúp muội chăm sóc tốt con bé được không? Được, ta đồng ý với muội. Sư ca, giống dĩ muội muốn mãi mãi giữ cái túi này bên mình, bây giờ muội đưa nó cho Thủy muội muội. Sư ca, Thủy muội muội là một cô nương tốt. Sư ca, Thủy muội muội rất tốt với huynh. Huynh đồng ý với muội, nhất định phải biết quý trọng cô ấy, yêu thương cô ấy. Được, được, ta đồng ý với muội, ta đồng ý với muội. Mẹ ơi, mẹ ơi. Sư ca, huynh xem, Lương Sơn Bá còn có Chúc Anh Đài, một con là huynh, một con là muội. Hai người chúng ta cứ như vậy bay qua bay lại, bay qua bay lại, mãi mãi không rời xa. Không rời xa. Mẹ ơi, mẹ không cần rau muống nữa hả? Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn mẹ cùng bắt bươm bươm với con. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ không cần rau muống nữa đúng không?
Mẹ ơi, mẹ ơi, sư muội. Ta thật sự quá ngốc. Sao ta lại không chịu giết tên khốn kia rồi chôn chúng vào tường? Sư muội, sư muội, ta mặc kệ muội nghĩ ra sao, ta nhất định sẽ tìm tên khốn kia báo thù cho muội. Thủy cô nương, rau muống ta giao lại cho cô. Ta phải đi báo thù cho sư muội. Địch đại ca, ta đợi huynh. Đợi huynh ở tuyết cốc. Nhưng nói không chừng sẽ tìm rất lâu. Có thể là một năm, hai năm, thậm chí rất lâu. Nếu một năm huynh vẫn chưa về, ta sẽ đợi huynh một năm. Hai năm huynh chưa về, ta sẽ đợi huynh hai năm. Cả đời này huynh chưa về, ta sẽ đợi huynh cả đời. Ra muốn đi thôi. Rau đây, rau đây. Bán cam đây, cam vừa ngọt vừa lớn. Người nói đây là ai viết lên? Làm sao ta biết? Bán rau đây, bán rau đây. Rau cải tươi ngon. Nhìn xem, đó là ai? Có phải Dạng Khuê không? Có chút giống. Một người đọc sách như ngươi, sao chép cái này làm gì? Ta cũng là người được ủy thác. Người được ủy thác? Ai? Không giống gì ngươi. Ta nhận ủy thác chính là đại danh đỉnh đỉnh của bổn thành, quan phủ mẫu Lăng Thối Tư Lăng Đại Nhân. À, quan phủ mẫu Lăng Đại Nhân là hắn. Hắn là con trai của Dạng Vấn Sơn, Dạng Khuê. Đừng để hắn chạy mất, đuổi theo. Tìm kỹ chưa? Bên này. Đuổi theo. Cha. Dạng Khuê, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Dạ, ngươi cho rằng lão tử chỉ có một chút bản lĩnh sao? Lão tử năm đó là Dẫn Nghệ Đầu Sư, Bát Quái Thần Truy Thái Bảo là sư phụ đầu tiên của lão tử. Cha, đi.
kiến thức. Dạng Chân Sơn, ngươi chạy không thoát đâu. Đại nhân, ngài đúng là liệu sự như thần. Sao lại nói vậy? Chiều hôm nay quả nhiên có người tới nghe ngóng về nơi của mộ Phượng tiểu thư. Tiểu nhân được biết qua lời của người làm ở khách trạm, người muốn nghe ngóng tin tức chính là Địch Dân. Thật không? Hắn gọi thêm mấy người làm khác mang đồ đi, đi về hướng mộ phần của tiểu thư. Đồ là đồ gì? Không biết. Nhưng nghe người của khách trạm nói, Địch gia là một tên điên, muốn thành hôn cho người chết. Thông báo cho thuộc hạ lập tức xuất phát. Dạ. Đinh Điển à, Đinh Điển, muốn qua mặt ta đúng là không tự lượng sức. Ngươi xem, ngươi vẫn không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Đinh ca, Đinh đại tẩu, hôm nay là ngày đại hỷ của hai người. Quân đệ ta xin cạn ly trước. Đi mau, đi mau. Đinh đại ca, kính hai người. Đinh đại ca, Đinh đại tổ, tiểu đệ chúc mừng hai người kết nối lương duyên. Sao rồi, tên tiểu tử họ Địch đi chưa? Bẩm đại nhân, vẫn chưa. Hắn một mình ở nơi mộ uống rượu rồi. Hay lắm, ta sẽ khiến hắn và Đinh Điển cùng uống rượu ở âm giới. Đi. Đinh đại ca, Đinh đại tẩu, ta mang đến cho hai người Xuân Thủy Bích Ba mà hai người thích. Cũng mang đến cho hai người Lục Ngọc Như Ý mà hai người rất thích. Đinh đại ca, lão cha vợ huynh cuối cùng cũng tới dự hôn lễ của huynh rồi. Ta thích làm việc thẳng thắn. Lấy ra đi. Cái gì? Tiểu tử, ngươi đừng giả vờ ngu với ta. Cái gì à? Đương nhiên là Liên Thành Quyết rồi.
Ta thấy ngươi vẫn là thích thời một chút. Nếu không, ta để Đinh đại ca của ngươi hầm xương thành tro. Ngươi không tin lời ta nói là thật sao? Ta tin ông ngay cả con gái ruột cũng có thể chôn sống. Còn có cái gì không làm được chứ? Đừng nói đến đứa con gái bất hiếu của ta. Trong lòng nó đã sớm không có người phụ thân như ta rồi. Nếu trong lòng nó còn có ta thì sẽ không cùng Đinh Điển đấu với ta. Ông thật sự quá đáng thương. Cái gì? Nói cho ông biết, nếu ông dám động vào ngôi mộ này, ta sẽ truy sát ông đến chân trời góc biển. Ngươi! Ông không phải muốn liên thành huyết sao? Ngày mai tự mình đến cổng thành xem. Đại nhân, chúng ta đem tất cả đường thi kiếm pháp đều viết ra rồi. Không biết mấy người huynh đệ chúng ta có thể đi được chưa? Chờ chút. Không biết đại nhân có ý gì đây? Nếu thứ tự kiếm chiêu của sư phụ các ngươi đều rối loạn, vậy thì dựa theo thứ tự này tra xuống, vậy khẳng định là sai. Trong toán thuật này có một loại học vấn gọi là sắp xếp tổ hợp. Bốn người các ngươi mỗi người phụ trách 9 bài thơ. Đem 36 con số liên thành quyết này toàn bộ tra một lần, sau đó đem những chữ này từng chữ một sắp xếp lại, có lẽ sẽ có được. Làm đi, làm đi, làm đi. Liên thành kiếm chiêu thứ nhất: Phong Kiều Dạ Bạc, Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Ngư Quả Đối Sầu Nghiên. Là nhị sư bá. 8. Chiêu thứ hai: Trọng Kinh Chiêu Lăng, 51. Thì ra là như vậy. Chiêu thứ ba: Xuất Tắc, 11. Chiêu thứ tư: Ức Giang Nam. Hai mươi bảy bốn mươi hai ba mươi sáu tám mươi lăm. Thì ra trong này quả thật có một bí mật lớn. Sư phụ, tất cả những điều này người đều biết hết. Giang Lăng Thành Nam Thiên Tây, Thiên Ninh Tự Đại Điện Phật Tượng.
hướng chi thành kính cúng bái, thông linh cầu phúc, Như Lai chúc phúc, giảng sinh cực lạc, giảng sinh cực lạc, giảng sinh cực lạc. Để cho ta hướng Như Lai Phật thành kính cúng bái, thông linh chúc cáo, cái tượng Đức Bồ Tát điêu khắc gỗ này sẽ chúc phúc cho ta. Bà nội hắn để lão tử giảng sinh cực lạc, giảng sanh cực lạc. Bọn ta hợp lực giết chết sư phụ, đồng môn tương tàn, tranh tới tranh lui, lại tranh cái giảng sinh cực lạc. Trong Giang Lăng Thành, mấy trăm anh hùng này còn có ô quy, ác tặc, cường đạo, bọn họ cũng là tranh cái giảng sinh cực lạc. Nếu đã đến bước ruộng này, ta không ngại đi đến Thiên Ninh Tự. Ta bị người khác hãm hại, sư muội lại chết thảm, nguyên nhân đều là vì Liên Thành Quyết. Không thể tưởng tượng, đúng là một câu nói đùa. Đinh đại ca, Đinh đại tẩu, hai người cái gì cũng không tranh, cái gì cũng không làm, lại bị người hãm hại, bị người hại chết. Chẳng lẽ thực sự có thể giảng sinh cực lạc sao? Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Sách của chúng ta bán hết rồi. Mở cửa, mở cửa. Gõ cái gì mà gõ? Nói cho các ngươi biết, sách bán hết rồi, còn gõ gì nữa? Mở cửa. Tượng Phật thối này, ngươi chơi đùa lão tử cả đời, khiến cho lão tử chịu biết bao cực khổ. Phật dạy, Phật vàng, tượng Phật là vàng, là vàng, tất cả là vàng. Như Lai gia trì, Như Lai gia trì, thật sự là Như Lai gia trì rồi. Ah!
Sư phụ, vị sư huynh, xin lỗi nha. Tướng Vân Giao này thuộc về một mình ta. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Khi tìm kiếm thiên hạ đều là huynh đệ, tìm được bảo vật rồi, ta không giết ngươi thì ngươi giết ta. Được, vậy ta kết thúc sớm đi. Huynh đệ, bảo vật đang ở đâu? Ngươi không đi thì nên tự quấy rầy ta làm gì? Ai biết được các ngươi có dụ dỗ ta không? Cháy rồi, quán trà cháy rồi. Mẹ ơi, giết một tên ít một tên, bớt tranh giành bảo vật với bọn ta. Huynh đệ, bảo vật đang ở đâu? Chạy đi. Chàng đừng vội đi mà. Huynh đệ, mau nói ta nghe bảo vật đang ở đâu. Nói đi. Thiên Ninh tự. Huynh đệ, ngươi không thể chết được. Mau nói đi. Thiên Ninh tự sao? Thiên Ninh tự. Mau phu nhân, nhanh lên. Nàng xem, quán trà không còn nữa rồi. Không còn rồi. Mau đi tìm cái túi đến Thiên Ninh tự. Đựng hai túi trân châu phỉ thúy, đủ để chàng mở 10 quán trà rồi. Đi. Ta tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Đều ở đây, đều ở đây. Hạ Tam Đao và những người khác thông đồng với tên cướp dạng chấn rừng ám sát bổn quan. Bây giờ bọn họ đang chạy về phía thành Nam. Đứng đâu? Có. Đuổi theo. Dạ. Tam sư đệ có thể tìm được đến đây, nhị sư đệ cũng sẽ tìm được đến đây. Chẳng lẽ mọi người đã quên đại sư huynh đệ cũng có thể tìm được đến đây sao? Lần trước huynh không có bóp chết đệ, không ngờ sớm muộn gì cũng phải chết trong tay huynh. Ta chỉ đang thắc mắc, ta bóp chết đệ, nhốt đệ vào trong vách tường, sau để lại có thể sống được,
Để không nói, chẳng lẽ ta không thể đoán ra sao? Khi đó để gì để lừa ta, lại nín thở giả chết. Ta cho người xây tường để nhốt đệ, đệ lại nghĩ cách chạy thoát, sau đó xây lại bức tường. Giỏi thật đó. Sau đó ta mới thấy một viên gạch trên tường bị nhô ra. Trong lòng ta khá rối bời. Ta không ngờ rằng đó là lỗ hổng cho đệ để lại khi đệ vội vàng xây lại tường để trốn thoát. Thích Lão Tam ơi, đệ cũng thật lợi hại đó. Đệ tận mắt nhìn thấy con gái mình trở thành con dâu của ta, đệ lại không chịu hiện thân. Đây là tại sao vậy? Tại sao vậy? Thích Lão Tam à, đệ muốn dứt khoát chết hay là chịu khổ mà chết đi? Được thôi, nếu như Quynh muốn biết thì đệ sẽ nói Quynh biết. Con gái đệ đã đánh cắp kiếm phổ, giấu vào trong sơn động. Quynh tưởng rằng đó là một người tốt lành sao? Quá ra là như vậy. Ta lại hỏi đệ, nhiều năm như vậy, rốt cuộc là đệ đã trốn ở đâu? Nói, đệ còn trốn ở đâu nữa? Đương nhiên là đệ trốn đi nghiên cứu Liên Thành Quyết rồi. Sau đó đệ dứt khoát mở một tiệm sách. Có đánh chết Huynh cũng không dám nghĩ đệ lại dám ở Kinh Châu mở tiệm sách. Được rồi, bớt nói dớ dẫn. Muốn chém muốn giết, đệ sẽ tuân theo. Được, vậy đệ đi tìm con gái đệ tính sổ đi. Sư phụ, con là Dân Nhi. Dân Nhi, con là Dân Nhi. Vừa nãy con nhìn thấy hết rồi à? Con nhìn thấy hết rồi. Sư phụ, sư muội muội ấy. Dân Nhi, cũng may là con kịp thời đến cứu mạng sư phụ. Sư phụ, người vẫn khỏe chứ? Mấy năm nay, Dân Nhi, sư phụ cũng rất nhớ các con. Mấy năm nay các con sống thế nào? A Phương sao rồi? Sư phụ, sư muội muội ấy ai? Sư phụ, đệ tử đã phạm sai gì mà người muốn giết con? Được lắm, bây giờ con đã học được tuyệt thế võ công, không đặt sư phụ vào trong mắt rồi. Được, con cứ giết ta đi. Giết đi, giết ta đi. Đệ tử không dám giết sư phụ. Con đừng đạo đức giả nữa. Đây là một tượng Phật khổng lồ làm bằng vàng. Dưới địa cung này là bảo vật có giá trị liên thành. Không lẽ con không muốn độc chiếm sao? Bây giờ ta không giết con thì con sẽ giết ta. Sư phụ, người vì tượng Phật này mà người muốn giết con sao? Đúng, chính là vì tượng Phật này. Sư phụ, con sẽ không chia báo vật với người. Con sẽ không. Người tự giữ lấy dùng đi. Con thật sự không hiểu, một người sống trên thế gian vì những báo vật này cái gì cũng không cần. Không cần sư phụ của người, không cần huynh đệ của người, không cần đồ đệ, ngay cả con gái ruột của người, người cũng không màng. Sư phụ, cho dù người có được những báo vật này thì thế nào chứ? Vậy thì đã sao? Những người thân xung quanh người còn không? Con bị điên à? Tượng Phật lớn này được làm bằng vàng, còn có vô số báu vật, con không muốn có nó sao? Ta không tin. Con lại đang có mưu kế gì đây? Đúng, ta lấy một vài báu vật trước, sau đó tìm chiếc xe lớn,
Đúng, đúng. Nhanh lên, mọi người nhanh lên. Báo vật đang ở Thiên Ninh Tự. Mọi người nhanh lên. Mọi người theo ta. Mọi người theo ta. Báo vật đang ở Thiên Ninh Tự. Mau đi theo ta. Mọi người theo ta. Báo vật đang ở Thiên Ninh Tự. Đều là của ta. Đều là của ta. Đừng ai giành với ta. Không có ai giành được với ta đâu. Bỏ xuống. Đây là của ta. Tất cả là của ta. Tất cả là của ta. Mang nhiều túi như vậy là mua lá trà hay là mua lương thực? Đừng nói nhảm nữa. Không có túi thì làm sao được năng lượng? Chàng đi mau lên đi, nếu không thì không còn kịp đâu. Rồi cái gì là của chúng ta sẽ là của chúng ta, không phải của chúng ta cứ để người khác lấy đi đi. Chàng thật là, bây giờ nói những lời này, ta sao lại gả cho một người đầu gỗ như chàng? Quán trà của chúng ta bị thiêu rụi rồi. Rụi thì rụi thôi. Chàng nói cái gì vậy? Chàng không lo lắng sốt ruột hả? Nhanh chân lên cái. Gấp gáp cái gì? Ta với con lừa này đều là người chậm chạp. Nếu đi nhanh, con lừa lại bực mình. Ta sợ lỡ như nàng bị té thì sao? Té chết cũng tình nguyện. Đi mau. Phu nhân, phu nhân. Phu nhân, phía trước không có chuyện gì tốt đẹp. Chúng ta quay về đi. Quay về? Quay về chàng cho tiền ta xây lại quán trà sao? Ta làm gì còn tiền? Vậy thì đừng nói nhiều, nhanh đi đường vòng.
đi đường vòng. Đều là của ta, của ta. Bỏ xuống, bỏ xuống. Của ta, của ta. Bỏ xuống. Của ta. Mọi người cứ tin ta, phía trước chính là Thiên Ninh Tự. Chúng ta đến đó tận mắt nhìn xem. Đi, mau. Đi mau. Phía trước là Thiên Ninh Tự. Địch sư đệ, ngươi đến đây làm gì? Thiên Ninh Tự là một nơi hại người. Mọi người đừng đi. Địch sư đệ, có phải ngươi muốn dụ bọn ta một mình muốn trọn bảo vật? Đừng tin hắn, mau đi. Đúng, đi, đừng tin hắn. Chúng ta đi. Đi. Mọi người đến Thiên Ninh Tự, theo ta. Đi. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Đừng có giành, đây là của ta. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Của ta. Đây là của ta. Bỏ xuống, bỏ xuống hết cho ta. Đây là của ta. Đây là của ta. Ở đây có gì đáng để lưu luyến nữa chứ? Ta nên đi thôi. Đây là của ta. Của ta. Đây là của ta. Của ta. Là của ta. Tất cả là của ta. Là của ta. Đây là của ta. Là của ta. Tất cả là của ta. Đều là của ta. Giết không tha.
đó không phải là Thẩm Thiếu Hiệp và Bạc Thiếu Hiệp của Dạng Phủ sao? Đúng, bọn họ chết thảm rồi. Nàng xem, chúng ta phải nên quay về. Mau đi thôi Căn Bảo. Ghê quá. Căn Bảo, đi đâu vậy? Quay về. Quay về cái gì? Đi Thiên Ninh Tự. Còn đi nữa sao? Nàng không cần mạng nữa à? Chàng nhanh lên, đi nhanh lên. Chàng không biết sao, bọn người đó đều là bởi vì quá tham lam, tôi nên mới chết thảm. Chúng ta chỉ lấy một chút ngân lượng đủ mở quán trà. Nhanh lên. Chàng nói xem, bọn họ chết rồi. Vậy bảo vật không phải đều là của chúng ta sao? Không còn ai tranh giành bảo vật với chúng ta nữa. Đi đi, nhanh lên. Ai tham? Nàng tham nhất. Mau đi thôi, đến Thiên Ninh Tự. Nhanh lên. Của ta. Mau đưa đi. Của ta. Của ta. Ông chết đi. Đều là của ta. Đều là của ta. Của ta. Của ta. Đều là bảo vật. Lên. Động đất rồi, chạy nhanh. Chạy mau, chạy mau. Động đất rồi, chạy đi. Đưa đây cho ta. Chạy đi, động đất rồi. Động đất rồi, chạy đi. Căn Bảo, đợi ta đã. Đợi ta. Đây là Thiên Ninh Tự sao? Đây đúng là Thiên Ninh Tự. Vậy Thiên Ninh Tự ở đâu vậy? Sao lại không thấy? Còn nữa, những người đến tìm bảo vật đâu rồi? Ông lão, sao lại không thấy? Người đến tìm bảo vật đều bị chôn ở dưới rồi. Con người trên thế gian này vui vẻ chính là phúc, bình đạm mới là thật đó. Con người đó. Gia Gia, những người này còn đi tìm bảo vật nữa không? Còn. Tại sao? Người đời không thể đi chệch ý mình. Biết đó là chuyện không nên làm, vẫn làm. Chuyện gì đến thì cũng đến, khó mà ngăn cản được. Vui vẻ chính là phúc, bình đạm mới là thật.
Nàng đứng ngay ra đó làm gì? Đi. Đi đâu? Đi đâu? Đương nhiên về nhà rồi. Đi. Về nhà. Căn bảo, chậm thôi. Đợi ta với. Liên Thần Quyết mặc dù đã biến mất cùng với kho báu, nhưng câu chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Thật đó, tất cả những người đến đó đều đã chết, ngay cả thi thể cũng không còn. Thật kỳ lạ, không biết kho báu đó có giống như Thiên Ninh Tự không? Đại ca, đại ca, đại ca, nghe Trương Bán Tiền nói bảo vật không ở Thiên Ninh Tự mà ở dưới đáy Tây Hồ Hàng Châu. Đi. Dạ dạ, không phải người nói bảo vật không còn nữa sao? Kho báu Liên Thành đúng là không còn, nhưng chừng nào lòng tham vẫn còn. Những kẻ chạy theo tiền tài châu báu thì sẽ giống như sống sau trường gian để sống trước, đời này đến đời khác cứ kéo dài không dứt. Vậy có bao nhiêu người chết? Trên thế gian không thể không có tiền bạc và tài phú, cũng không thể tham lam vô độ. Lòng không tham, tịnh thổ ác sinh. Bi kịch của Liên Thành Quyết vẫn sẽ tiếp diễn. Đến uống trà sao? Các vị khách quan, mau vào trong uống ly trà đi. Đây không phải căn bảo tẩu sao? Đúng, ta không rảnh uống trà. Nghe nói bảo vật không ở Thiên Ninh Tự mà ở dưới đáy Tây Hồ Hàng Châu. Đi. Nhanh lên, nhanh lên. Căn bảo, chàng nói chúng ta có đi không? Con người trên đời, vui vẻ chính là phúc, bình đạm mới là thật. Uống trà đi, chén trà lớn. Uống trà đi, chén trà lớn. Uống trà đi, chén trà.